Ok, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Lại là mình Nát đây. Ok anh em, hôm nay mình sẽ cầm vị tướng Van Hel đi đường các bạn ạ. Ok. Thì support cho mình sẽ là Toro. Rừng của mình sẽ là Aeron. Ái à, cái gì thế này? Kinh, ngộ không gáy anh em ạ. Cày thuê ebook Zalo. Được. Nào, để xem. Đây rồi, sang cướp rừng luôn. À thớt à. À, chửi mình lũ ngu chứ nào. Ngu này, này thì ngu này. Ngu này, đứng lại cho tao. Đấy, ngu à, mày chửi ai ngu à. Danh con này. Bố láo bố tét. Chưa thấy quan tài chưa. Ái à, ái à. Ui, ui, ui. Tí còn quái nó bắn chết các bạn. Chưa thấy quan tài chưa đủ lệ. Về đã. Một mạng. Chiến công đầu luôn. À tôi cay cú rồi. Cướp cái thằng bố mày. Ý dồi, cay thì làm gì nhau. Nào, ra đây. Mày chớm ra đây là mày chết luôn. Anh có Toro bảo vệ. Ấy, đây rồi, về đây rồi. Mày, nào. Nào, nào, đứng. Một mạng, ấy này ơi, thằng này nữa. Hai mạng. Ngon quá đi. Cây thì làm gì được nhau nè. Trời ơi. Rồi làm con rồng đấy anh em ạ. À. Nãy giờ không thấy thằng khỉ nó ho he gì nhỉ. Vừa gáy kinh lắm cơ mà. Thế mà bây giờ im re không thấy tâm hơi đâu. Rồi làm con rồng đã. À thằng này định ra cướp à. Cướp rồng à. Cướp làm sao được của anh cái chứ. Mày giỏi mày cướp đi. Đây. Ui 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 ui. Bỏ mẹ rồi. Đấy thằng khỉ đây vừa nhắc cái nó xong. Này thì khỉ nè. Ôi té 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 anh em ơi. Đừng đánh nhau nữa về đi. Rồi, con lợn Capini này không về. À, cả A Thút này. Tao đứng đây xem mày ra đây. À, mày ra đây. Ấy à, ấy à, chạy à, chạy. Ui ôi, nó chạy nhanh quá mà con ơi. Còn thằng này nữa, mày. Láo tuyệt. Tí nữa thì được. Cả mạng Capini này, chạy nhanh quá. À, Tu Len này. Này đi, Tu Len này. Mày đứng đây cho tao. Ui dồi ôi, tí quá. Ui ui ui, gắt anh em ạ. Ui lùi, em xin. Ui dồi ôi. Đây rồi, tìm tao lên rồi. Này, nào. Đứng lại cho anh. Chạy đồ. Mày máu lắm cơ mà. Ngô thì chết chứ bệnh thật gì. Đây rồi. Thằng khỉ gió này đây rồi. Ui dồi. Ui, nó không dám ra anh em ạ. Nó đầy máu á. Thôi chả chơi. Thằng đập đau phết rồi đấy. Lại con lợn A-tút đây rồi anh em ơi. Lại có mạng đây rồi. Mày đứng lại. Mày chạy vào trụ. Chạy vào trụ tao cũng giết. Mày chết cha mày đi này. Láo léo. Trời ơi vừa được mạng này. Vừa được cái trụ nữa luôn này. Ôi dồi ôi. Khỉ nó không gáy nữa à. Thằng khỉ ra đây. Thằng khỉ đội. Thằng này nó ẩn thân khó chịu lắm các bạn. Thôi về nè. Anh hùng núp ở đây anh em. Đây rồi cáp đây rồi. Cáp này thì cáp này. Còn thằng nào nữa. Ở đây. Ai ơi thôi. Thôi bắt này xong rồi. Con này nó truy sát mình luôn rồi. Thôi rồi. Ai mày nhớ mặt tao quá nha. Mấy con lợn này. Thôi em nó giết cả trâu của mình luôn. Chết mất mạng cay quá anh em. Đẹp cái đàn lính nha. Kiếm ít đồ rồi. Bực thật. Ê à, con lợn này. Ui. Đi thì chết. Mẹ nó. Đấy nó cứ ẩn thân như thế. Nó vù ra phát hết cả hồn. Lại về. Vừa lên lại về. Điên hết cả người anh em ạ. Nào. Thằng nào đuổi đồng đội tao. Mày dám đuổi đồng đội tao à? Cái con lợn này lại còn quay lại nữa. Này đây thì quay lại này. Quay lại thì chết là cái chắc rồi. Chết là cái chắc rồi. Nào còn thằng nào nữa. Ôi. Được ngay à. Con bùa luôn. Làm con bùa luôn. Chủ đấy chứ. Trời ơi. Mày đỡ làm sao nổi. Vào đây. Vào đây anh xem nào. Thằng khỉ à? Ui khỉ. Ngáo ngơ này. Ê mày đòi
cày thuê anh em ạ. À, cái loại này chỉ cày ruộng thôi. Gáy từ đầu game bây giờ im thế nhỉ, không thể nói cái gì nữa. Đây là cái kết cho những cái thằng gáy gáy to đầu game các bạn. Rồi thằng ốc đất ả thốt này, xem mày chạy đi đâu. Ôi rồi ôi, team có 3 người ở đây xem chạy đi đâu nữa. Ốc đất ảo tưởng sức mạnh. Lại thêm một mạng ngon. Đây rồi có hàng anh em ơi, có hàng. Vào luôn. Đúng rồi, trong thế nào này. Đây rồi, đợi đợi cáp này. Rồi ngon quá đi. À Scott, Scott chết cha đi Scott. Chết. Ôi thôi. Xong. Ôi ơi, chán thế, nó đập phát mình chết luôn. Nào, lên dọn cái đường ấy già. Thằng A Thuốt này, thằng này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà nó thấy nhiều rồi chứ không phải là chưa thấy đâu. Ôi thôi. Đây. Vừa lên cái lại hết máu rồi. Trời, về anh em. Về thôi. Ây à, tìm mình nó cũng bá quá đi chứ. Cháu buồn giết được mạng ạ. Đấy, Aaron làm nốt rồi, lên thôi. Team địch chết hết 4 người giờ thì win thôi chứ còn gì nữa anh em. À, thằng nào đây, khỉ à? Này đây, khỉ này, gáy đi. Rồi chat hiện nó cậu đã. Ôi thôi. Rồi ôi, đang định chat này. Kìa con khỉ là cày ruộng ebook ké mày. Team nó thắng luôn rồi. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình nha. Anh em thấy thích video nhớ để lại cho mình một like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.